Cứ đúng 5 giờ chiều, một người đàn ông đeo một chiếc mặt nạ vàng, tay gõ trống, đi đến các khu phố trên chiếc xe đạp chở hộp đồ nghề của mình. Những đứa trẻ bắt đầu tụ tập lại, cùng lắng nghe ông ta kể chuyện trên những tấm tranh trong chiếc hộp gỗ đồ nghề. Nhưng những câu chuyện ấy có điều gì đó lạ lắm. Nó đáng sợ, ghê rợn, mang lại cảm giác bất an cho người xem. Trong video này, Anime Rewind sẽ là người kể chuyện, kể lại những câu chuyện đó. Tới đây nào, mời bà con cô bác vào xem. Giờ ám kịch đã đến rồi. Đây là câu chuyện về một thanh niên vừa chuyển đến một chung cư nọ. Sau khi chuyển những thùng đồ cuối cùng lên phòng, mệt lả người, anh nằm ngửa xuống sàn nhà nghỉ ngơi. Ngước lên trần nhà, hình như có thứ gì đó được dán gần bóng đèn. Lá bùa à? Một cảm giác ớn lạnh. Nhìn qua cửa sổ, một cô gái tóc xõa dài nhìn chằm chằm về phía mình. Anh vội kéo rèm cửa lại. Ngày hôm sau khi ra khỏi nhà, cô gái ấy vẫn đứng đó tiếp tục nhìn về phía anh. Quá đáng sợ, anh vội bỏ đi. Lúc tan làm, anh có nhờ một người bạn đến phòng mình dọn đồ giúp. Một phần vì hành lý có nhiều, một phần vì cô gái kỳ lạ ghê rợn đối diện phòng. Nhưng anh bạn ấy, vì có hẹn với bạn gái, anh đành về phòng với khuôn mặt chán chường. Mình quên chìa khóa cửa à? Mặc kệ những suy nghĩ bất an, anh lại nằm dài xuống sàn nhà nghỉ ngơi. Nhìn lên trần nhà, quái lạ, lá bùa hôm trước mình đã gỡ xuống sao vẫn còn ở đây? Đang định đưa tay lên tháo xuống thì bất thình lình, cô gái kỳ lạ với khuôn mặt trắng bệch ấy lại xuất hiện kế bên anh. Quá hoảng hốt, anh vội gọi cảnh sát đến mang cô ta đi. Lúc cảnh sát đến, trên xe, cô ta ngoái đầu nhìn lại, miệng đang lẩm bẩm như muốn nói điều gì đó. Trở về căn phòng, anh ta lau dọn những vết chân mà người phụ nữ kia để lại. Ở dưới cái bàn đó, có một lá bùa rơi xuống. Anh lật ngửa cái bàn lên. Tá hỏa, dưới mặt bàn là chi chít những lá bùa dán chồng chéo lên nhau. Bực mình, anh xé bỏ hết những lá bùa ấy ra. Tới lá bùa cuối cùng được xé ra, anh nghe thấy rất nhiều những giọng nói kỳ lạ văng vẳng bên tai. Ngước nhìn lên, những hồn ma đã ùa ra đứng xung quanh anh từ lúc nào. Đây chỉ là tưởng tượng thôi sao? Phải chăng người phụ nữ ấy đang cố cảnh báo anh về việc gỡ những lá bùa? Đây là câu chuyện về một người đàn ông đang đi công tác tại một làng quê nọ. Anh tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trên giường bệnh với cái chân bị bó bột. Ở một góc phòng, có ba bệnh nhân đang thì thầm to nhỏ với nhau gì đó. Anh cố gắng bắt chuyện, nhưng họ có vẻ phớt lờ anh ta. Bác sĩ xuất hiện và giải thích những gì đã xảy ra với anh. Thì ra là anh đã trượt chân ngã khi băng qua đường núi. Do dạo này mưa nhiều, đất ở đường núi mềm ra nên rất dễ trơn trượt. May là có người trong làng tình cờ đi ngang và phát hiện anh đang ngất dưới vách núi. Có vẻ ngoài gãy xương, tình hình sức khỏe không có gì đáng quan ngại, nên anh chỉ cần ở lại một đêm để theo dõi triệu chứng và có thể xuất viện vào chiều mai. Nghe vậy, đột nhiên ba người bệnh nhân trùng phòng quay sang nhìn anh với những ánh mắt vô cùng đáng sợ. Đêm đó vì vết thương quá đau nên anh không tài nào ngủ được. Ba bệnh nhân này bỗng vây quanh tấm rèn trên giường bệnh của anh, liên tục thì thầm nói, anh ta không thể rời đi. Chiều hôm sau, anh chống nạng ra về. Khi bước ra khỏi bệnh viện, anh để ý thấy ba bệnh nhân rùng rợn đó đang đứng trên sân thượng bệnh viện. Dường như họ đang làm một hành động gì đó kỳ lạ, đưa tay lên rồi lại đưa tay xuống như đang tế lễ. Ban dài, vạn tuế, họ đang chúc mừng mình xuất viện sao? Anh nghĩ bụng vậy rồi lên xe taxi rời đi. Trên xe, cảm giác hành động của ba bệnh nhân ấy cứ quái dị kiểu gì. Anh kể chuyện đó với bác lái xe. Người lái xe nhận thấy điều này qua gương chiếu hậu và kinh hoàng nhận ra rằng họ đang thực hiện một nghi lễ gọi là gian bai. Hóa ra ba người bệnh nhân đó không nói là ban dài, chúc phước lành, mà là gian bai với lòng bàn tay ngửa lên, với ý nghĩa chủ cho anh ta chết đi. Bác tài xế đột ngột giục anh ta ra khỏi xe, nếu không anh ta sẽ không thể sống sót rời khỏi làng. Vừa dứt lời, một chiếc xe tải đang lao tới đâm phải. Đây là câu chuyện về cậu bé tên là Toshiharu. Cậu bé đang được cha mẹ trở về quê thăm ông bà ngoại. Chưa bao giờ cậu thấy nhiều người tụ họp đến vậy. Không khí dường như rất khác mọi khi. Toshiharu đợi ở ngoài, trong khi mọi người đang có một cuộc họp gia đình rất quan trọng trong phòng. Bên trong phòng, ông ngoại của Toshiharu đang nói với người cha rằng hôm nay là ngày tiếu trấn yêu, chào ngày mới bằng một tràng cười không ngừng nghỉ suốt đêm. Trong đó, những người lớn phải ở trong phòng và giả vờ cười vui vẻ để xua đuổi nó. Nó rất thích sự buồn bã, phiền muộn hay nỗi sợ hãi của con người. Cụ cố của Toshiharu đã bị nó làm cho hóa điên. Hàng năm vào ngày này, toàn bộ con cháu trong nhà phải sum họp lại và tiến hành nghi lễ tiếu trấn yêu, được lưu truyền từ tổ tiên để ngăn nó lại gần ngôi nhà. Đêm đó, cha mẹ cậu phải đến phòng ông ngoại,
nên Toshiharu phải ngủ trong phòng một mình. Giữa đêm, cậu thức dậy để đi vệ sinh, lang thang đi trên hành lang. Bỗng nghe thấy tiếng cười ồn ào của rất nhiều người. Cậu tò mò nhìn vào căn phòng, nơi tất cả những người lớn đang vui vẻ cười lớn. Toàn bộ đều đeo một chiếc mặt nạ, với những nụ cười gớm ghiếc. Quá sợ hãi, Toshiharu lùi lại và cánh cửa dẫn vào khu vườn mở ra. Cả gia đình cười trong sự sợ hãi, kinh hoàng nhìn một bóng người lao vào họ trong bóng tối. Đây là một câu chuyện kể về giáo viên tại một ngôi trường tiểu học nọ. Cô đang làm việc đến tận khuya để hoàn thành tờ báo của trường. Đêm đó trong văn phòng khoa, khi cô ấy bắt đầu sao chép, chuông trường reo lên một cách kỳ lạ. Mặc kệ, cô đem tài liệu vừa hoàn thành đến máy photocopy để in ra. Trang in đầu tiên xuất hiện với những đường kẻ giống như những sợi tóc kỳ lạ. Khi mở máy quét, cô ấy giật mình bởi khuôn mặt của một cô gái với mái tóc xõa dài bên trong máy. Giật mình dụi mắt nhìn lại thì lại không thấy gì. Chắc là do mệt mỏi nên dẫn đến hoa mắt thôi. Cô tiếp tục nhấn nút photo thì máy rung lắc dữ dội. Sau đó, máy photocopy in ra trang tiếp theo mà không có lỗi gì. Tuy nhiên, những bản in sau đó lại xuất hiện những đường kẻ. Với mỗi bản sao, đường kẻ giống như tóc trở nên nhiều hơn, trăng trịt, kín cả trang giấy. Buộc cô giáo viên phải rút phích cắm ra. Khi kiểm tra máy quét, cô ấy thấy một mớ tóc đen rối bù đang cản trở bản in. Sau đó mớ tóc đen dần dần bị hút vào trong máy. Có đôi chút sợ hãi, cô vẫn tiếp tục kiểm tra bên trong nhưng không tìm thấy gì. Cô thở phào nhẹ nhõm vì nghĩ chỉ là tưởng tượng. Nhưng khi cô đóng máy quét lại, một đứa trẻ ma quái xuất hiện từ phía sau máy photo với đôi mắt vô hồn cùng đầu tóc xõa dài. Đây là câu chuyện về một gia đình nọ đến trung tâm mua sắm để mua quà sinh nhật cho đứa con trai bé bỏng của họ. Người cha có việc đột xuất nên bỏ đi, để lại người mẹ cùng đứa con trai tự đi mua quà sinh nhật với thái độ khó chịu. Bước vào thang máy để xuống hầm lấy xe. Bên trong thang máy, nhân viên bấm thang cùng những người xung quanh trông rất u ám. Nhìn lên đèn báo hiệu tầng, nó đã bị hỏng nhưng vẫn chưa được sửa. Đây là tầng hầm thứ tư, nhân viên bấm thang máy thông báo. Tầng hầm thứ tư? Khoan đã, trên thang máy chỉ để ký hiệu đến tầng hầm thứ hai thôi. Đang mải thắc mắc, cửa thang máy mở ra, sảnh tầng chỉ là một màu tối đen. Mọi người thơ thẩn bắt đầu bước ra. Người cha vẫn đang hoang mang chưa hiểu chuyện gì thì cửa thang máy đóng lại. Tầng hầm thứ 13. Cửa mở ra, ánh đèn màu đỏ hắt hiu, khung cảnh vô cùng rùng rợn. Chợt tiếng bước chân phát ra, một người đàn ông với khuôn mặt đáng sợ lao đến thang máy. Quá sợ hãi, anh đóng cửa thang máy lại. Anh ngồi xuống để bình tĩnh lại, sau đó đến hỏi nhân viên bấm thang máy xem chuyện gì vừa xảy ra và yêu cầu cô bấm trở lại về tầng cũ. Tuy nhiên, cô ngã dầm xuống. Thực ra nãy giờ nhân viên bấm thang máy chỉ là một màn ơ canh. Hoặc sợ, cửa thang máy mở ra, anh vội lao ra ngoài. Tầng này đúng là tầng ban đầu, nhưng kỳ lạ thay, không một bóng người. Những bóng đèn tắt dần, tiếng nhạc cùng lời thông báo rằng trung tâm mua sắm đã đến giờ đóng cửa. Ngoảnh đầu nhìn lại, nhân viên bấm tầng đã đứng dậy cùng lời nói. Đây là lúc quý khách ở một mình, chúc quý khách có thời gian vui vẻ. Và cửa thang máy dần dần khép lại. Câu chuyện này kể về người đàn ông nọ. Ngày này cũng như ngày nào, anh ta chỉ biết cắm đầu vào làm việc. Trên chuyến tàu điện ngầm về nhà, sau một ngày dài làm việc mệt mỏi, anh ta tỏ vẻ khó chịu và phát cáu với sự ồn ào, sùm của những hành khách xung quanh. Ngay sau đó, anh ta nhận thấy có một thứ gì đó giống khối thịt kỳ dị trên giá để hành lý trên cao. Nhưng có vẻ không ai để ý đến thứ đó, nên anh ta nghĩ đó chỉ là ảo giác. Đột nhiên, đoàn tàu dừng khẩn cấp. Trên loa thông báo rằng đã xảy ra tai nạn liên quan đến một hành khách. Có vẻ đã có ai đó nhảy vào đường tàu để giải thoát. Khi nhìn lại, khối thịt kỳ dị đã biến mất. Loa tiếp tục thông báo tàu sẽ bị cắt điện để đảm bảo an toàn cho nhân viên cứu hộ. Khối giống da thịt kỳ lạ xuất hiện trở lại. Thứ đó mọc ra mắt và miệng. Nó bắt đầu bao bọc lấy người đàn ông, trong khi các hành khách khác không hề hay biết. Anh ta bắt đầu hoảng sợ, liên tục lẩm bẩm, chỉ là ảo giác. Cảm giác lạnh lẽo bao trùm khắp cơ thể, nhưng anh không còn sức lực để chống lại sinh vật quái dị. Có lẽ con quái vật ấy chính là áp lực công việc, áp lực cuộc sống mà người đàn ông này đang phải gánh vác. Nó ăn mòn tâm trí, khiến anh có ý niệm được thanh thản. Đây là câu chuyện bắt đầu từ một cuộc điện thoại vào đêm khuya. Một cô gái trẻ tên là Yuko đang say giấc ngủ thì nhận được một cuộc gọi từ bạn của mình, Mayumi. Giọng Mayumi run rẩy, nói rằng cô và người bạn khác của họ là Toru
đã đến một bệnh viện bỏ hoang ở rìa quận để thử lòng can đảm của họ. Khi vừa đến nơi, Mayumi đã cảm thấy rợn người, như thể đang bị ai đó theo dõi và yêu cầu cả hai nên rời đi. Tuy nhiên, Toru đã mạo hiểm tiến sâu vào bên trong bệnh viện. Toru phát hiện một căn phòng bị khóa kín. Anh phá khóa và thử vào bên trong. Sau đó Toru bắt đầu có những hành động kỳ lạ. Vì quá sợ hãi nên Mayumi đã bỏ chạy và gọi điện cho Yuko. Cô yêu cầu được qua phòng Yuko thay vì ở nơi tối tăm và đau đớn này nữa. Trước khi gác máy, Mayumi liên tục lẩm bẩm: "Tớ có thể rời đi được không? Tớ có thể ra ngoài được mà, phải không?" Đúng lúc đó, có tiếng gõ cửa từ phía bên ngoài. Toru kể câu chuyện tương tự như Mayumi. Với sự thật đảo ngược hoàn toàn, Mayumi mới chính là người vào căn phòng khóa kín kỳ lạ ấy. Sau khi bước ra, khuôn mặt của Mayumi đã trở nên kỳ dị đến đáng sợ. Vì Mayumi liên tục lẩm bẩm về căn phòng qua điện thoại, Yuko đã chọn tin Toru và mở cửa cho anh ta. Bất ngờ Toru xuất hiện, cũng với khuôn mặt kỳ dị giống Mayumi, và liên tục lặp lại câu hỏi: "Tôi có thể ra ngoài được chứ?" Câu chuyện kể về một đứa bé nọ tên Kenji đến thăm nhà người bạn Takeru vừa chuyển đến vùng nông thôn để chơi. Hai đứa trẻ đang trò chuyện vui vẻ thì Takeru phải đi vào trong để phụ mẹ mang dưa hấu ra ngoài. Bên ngoài, Kenji để ý thấy một người phụ nữ đang mang một chiếc ô dù trời không hề đổ một hạt mưa nào, miệng phát ra một âm thanh the thé gì đó. Sau đó Takeru rủ Kenji ra núi Inaba bắt bỏ cánh cứng. Cha của Takeru xuất hiện và nói khí hậu vùng này hay thất thường. Kenji cũng kể lại về người phụ nữ cầm chiếc ô đứng ở trạm xe buýt cho Takeru và cha cậu ấy nghe. Cha Takeru trở nên kinh hoàng, miệng lẩm bẩm nói: "Nữ thần ô." Có vẻ có điều gì đó rất đáng sợ. Cha của Takeru gọi, hỏi ai đó về cách xử lý. Còn mẹ của Takeru mừng rỡ vì con mình không thấy người phụ nữ đó. Đêm đó, cha của Takeru để Kenji ngủ trong nhà kho với một bát muối. Ông cảnh báo cậu rằng không được mở cửa cho bất kỳ ai cho đến khi trời sáng. Giữa đêm khuya, Takeru mang đồ ăn nhẹ đến cho Kenji và rủ đi bắt bọ cánh cứng vào sáng mai. Trước khi rời đi, Kenji đang định khóa cửa lại, vô tình làm rơi chiếc chìa khóa. Cậu nhặt lên thì Takeru đột nhiên xuất hiện trở lại và yêu cầu Kenji mở cửa. Bát muối bắt đầu bốc khói. Kenji khóa cửa lại trong sợ hãi. Nhà kho rung chuyển dữ dội. Takeru liên tục phát ra âm thanh thè thé. Bát muối bị cháy đen. Sáng hôm sau, Kenji thở phào nhẹ nhõm ra khỏi nhà kho. Nhưng nữ thần ô đã ở sau cậu từ lúc nào. Cứ như vậy, ký ức về kỳ nghỉ hè vui vẻ của cậu bé từ nay đã kết thúc cùng với truyền thuyết đồ thị Hachishaku-sama. Đây là câu chuyện về mẹ con nọ đang gánh phải một lời nguyền vô cùng khủng khiếp. Người mẹ bước vào phòng và thông báo cho cô con gái tuổi teen Kotone của mình rằng bà đã tìm thấy một người có thể giúp cô bé hóa giải lời nguyền ấy, thứ đã khiến da của Kotone biến đổi trở nên khủng khiếp. Họ đến thăm một ngôi đền thần đạo Shinto, nơi nữ tư tế giải thích rằng tổ tiên của hai mẹ con đã gây thù chuốc oán với một người rất xấu xa. Kẻ này đã nguyền rủa cả gia đình họ, khiến Kotone phải gánh chịu. Nữ tư tế nhanh chóng thực hiện một nghi lễ, dường như có hiệu nghiệm và đã chữa khỏi cho Kotone. Sáng hôm sau khi Kotone đi học, mẹ cô bé nhận được một cuộc điện thoại từ phía phụ tá của nữ tu sĩ. Người phụ tá báo rằng nữ tư tế đã chết cách đây vài ngày vì lời nguyền đã truyền qua cho bà. Trong lời nói cuối cùng, vị nữ tư tế đã xin lỗi đến cô bé vì không thể giúp đỡ được, nhưng mong muốn Kotone có một cuộc sống đầy đủ. Khi Kotone đi bộ đến trường với một người bạn, tình trạng da của cô bé bùng phát trở lại trên cổ, tạo thành một dấu tay bóp cổ cô bé. Đây là câu chuyện xảy ra khi đội bóng chày của một trường cấp 3 nọ ở trọ lại một trại tập huấn. Đêm đó, các cậu bé không ngủ được vì lo lắng cho bài huấn luyện khắc khổ của huấn luyện viên vào sáng mai. Akinobu mở cửa trở lại phòng khiến cả đám giật mình. Các bọn nhớ lại việc Daisuke đã rơi vào hố xí như thế nào trong một trại huấn luyện. Lúc tập giải đấu nhỏ bóng chày ở lớp 1, mặc dù không hề nhớ gì đến sự kiện đó. Khi Daisuke đi vệ sinh vào cuối đêm hôm đó, tự khỏi không hiểu vì sao mình lại ngã xuống nhà vệ sinh. Cậu ấy nhớ lại sự kiện đó khi nhìn chằm chằm vào mặt trăng qua cửa sổ. Lúc ấy, có một bóng đen đã rình rập cậu bé khi bị mắc kẹt trong hố xí. Quay trở lại hiện tại, Daisuke chợt thấy một bóng người đang nhìn chằm chằm vào mình từ dưới hố xí, rồi đột ngột biến mất. Quá kinh hãi, Daisuke tự trấn an rằng điều đó chỉ là trí tưởng tượng của mình. Bước ra ngoài phòng tắm, cánh cửa phòng vệ sinh đột nhiên mở ra. Daisuke kinh hãi nhìn qua tấm gương
một sinh vật đen tối quái dị từ từ trèo ra khỏi hố xí nhà vệ sinh. Câu chuyện kể về ba người bạn ở trường cấp 2 nọ đang trải qua ngày cuối cùng của kỳ nghỉ hè. Cả ba đang cố giải quyết đống bài tập hè mà cả bọn đã làm biếng suốt kỳ nghỉ. Một đứa đề nghị xem một cuộn băng video được cho là siêu nhiên để giải lao. Cuộn băng này được quay bằng máy quay phim lúc bạn của một người anh tham gia thử thách lòng dũng cảm. Sau đó, khi thử xem lại hình ảnh đã quay, họ tìm thấy một cảnh mà không nhớ là đã có ghi hình lại. Khi đưa cuộn băng vào đầu cassette, video bắt đầu phát. Các cậu bé nhận thấy thứ gì đó giống khuôn mặt bên cạnh bia mộ và cho rằng đó là cảnh quay ma. Tuy nhiên, một trong những cậu bé, Takaki, đã thấy một bóng người kỳ lạ ở hậu cảnh mà bạn bè của cậu không nhìn thấy. Khi tua lại đoạn băng, bằng cách nào đó, bóng người kỳ lạ với khuôn mặt quái dị đó tiến lên phía trước và đột ngột nhìn thẳng vào Takaki. Cậu chợt nhận thấy hai khuôn mặt hình người phản chiếu trên màn hình và quay lại, thì thấy rằng những người bạn của cậu đã biến thành những sinh vật hình người quái dị đó. Những kẻ này đã hỏi Takaki một cách đáng sợ rằng: "Cậu đã nhìn thấy điều gì vậy?" Đây là câu chuyện về một cô bé học cấp 3 và đám nhỏ đang sống trong một chung cư nọ. Khi cô bé đi học trở về khu chung cư của mình, năm cậu bé đang ngồi xung quanh một cái bóng đen trong sân, thứ mà chúng nói đó là bạn của mình, Tomonari. Đám trẻ nói rằng Tomonari rủ cô ấy cùng chơi với họ, nhưng cô từ chối vì phải về làm bài tập và hứa sẽ chơi với Tomonari vào lần khác. Ngày hôm sau, đám con nít lại mời cô ấy chơi cùng Tomonari một lần nữa, nhưng cô từ chối vì bận công việc bán thời gian của mình. Khi cô ấy trở về nhà, đám trẻ đến gõ cửa nhà cô và hỏi rằng Tomonari có ở đây không, vì Tomonari đã bảo sẽ đến thăm nhà cô ấy. Cả bọn chỉ tay vào một cái bóng đen trên trần nhà và nói đó là Tomonari. Bực mình, cô xua đuổi đám trẻ đi. Sau đó cô hoảng sợ khi nhìn bóng đen trên trần nhà hiện ra một cái đầu. Nó nói về lời hứa của mình trước khi kéo cô gái vào bóng đen để cùng chờ với cậu ta. Hôm sau, đám con nít ngồi xung quanh hai cái bóng trong sân. Câu chuyện kể về các cậu bé đang đi học tại một trường tiểu học tại thị trấn vùng quê nọ. Ba đứa học sinh tiểu học đang quan sát một ngôi nhà gần đó qua ống nhòm, hy vọng sẽ nhìn thấy Uzuki, một thực thể được cho là đã khiến mọi người biến mất. Một trong những cậu bé không lo lắng bỏ về nhà để luyện thi. Hai người còn lại, Shota và Taichi, phát hiện ra một nhóm người cư ngụ đang xuất hiện. Họ đeo khăn bịt mắt với một bóng người đang vặn vẹo tay chân phía sau họ. Ngay khi thực thể sắp lọt vào tầm nhìn của Shota, Taichi sốt ruột giật lấy ống nhòm và bị sốc khi nhìn thấy nó. Sau đó, cậu ta co giật rồi đột ngột bỏ đi. Ngày hôm sau, Shota đến nhà Taichi để trả lại ống nhòm. Nhưng cha của Taichi cho phép Shota giữ lại ống nhòm nếu thích. Ông nói rằng Taichi sẽ chuyển đến một ngôi trường học ở Tokyo nên sẽ không đến chơi với Shota cùng nhóm bạn nữa. Shota nhìn lướt qua trong nhà, vô tình nhìn thấy một nhóm người bịt mắt đang cố gắng kiềm chế ai đó đang quằn quại. Mẹ của Taichi thì đang khuỵu xuống khóc thảm thiết. Cha của Taichi ngăn Shota nhìn vào trong thêm nữa. Đến khi rời đi, Shota nhìn lại và thấy Taichi ở cửa sổ tầng 2. Cậu bé cố gắng nhìn qua ống nhòm, nhưng Taichi đã biến mất. Sau đó Shota nhìn thấy khuôn mặt hoảng hốt của cha Taichi đang cố gắng cảnh báo cậu một cách tuyệt vọng. Đột nhiên, Taichi lọt vào tầm mắt của Shota với tư cách là một Uzuki. Cậu ta uốn éo, cơ thể vặn vẹo với đôi mắt thâm quầng đáng sợ đang lao đến Shota như một sinh vật kune kune ghê rợn. Hạ màn, và đó là hết 13 câu chuyện truyền thuyết đô thị Nhật Bản trong Yami Shibai. Những câu chuyện kinh dị mang đến cho người xem những nỗi kinh hoàng tột độ nhất. Các bạn có là những người dũng cảm và yêu thích những siêu phẩm anime manga kinh dị không? Hãy để lại ý kiến nếu muốn bọn mình làm thêm các câu chuyện khác của Yami Shibai nhé. Nếu thấy hay, nhớ để lại một like và một share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe kèm theo nút chuông thông báo để không bỏ lỡ những video sau. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. See ya. Và bây giờ là đến chuyên mục comment hay bay ngay xuống cuối. Video hay thật, đợi mỗi kênh Anime Rewind ra tóm tắt để xem. Tuyệt vời. Mọi người ơi, cho mình hỏi nhẹ là muốn xem anime của cái này thì gõ tên như thế nào ạ? Baki nhá. Tôi ghét anime này vì tôi méo có người yêu. Chúc mừng bạn.